Hello các bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Cát Lê Tuyết. Mình là Tuyết đây. Hôm nay là một ngày cuối tuần. Mình về quê mình thăm gia đình. Thì sẵn đây hôm nay ở nhà mình có rất là nhiều cá. Má đã bắt sẵn một con cá tai tượng rất là to để sẵn cho mình. Và hôm nay sẽ làm một cái món má của mình sẽ làm cho mình một cái món cá tai tượng chân tương. Món này là hết sức là ngon nha các bạn. Với lại cái khẩu vị của má mình rất là đậm đà. Mình mời các bạn cùng vào bếp với mình và má mình để học được cái cách nấu, cũng như học được cái bí quyết nấu ăn từ một bậc thầy. Gọi phải nói là bậc thầy trong nấu ăn. Các bạn chú ý theo dõi mình nha. Cảm ơn các bạn nè. Đây là con cá mình mới bắt lên từ dưới đìa nha các bạn. Con cá này nó có cũng mấy năm tuổi rồi đó. Nó là 2,250 kg. Cá này cá lâu năm rồi, cá sư phụ rồi. Cá mình làm xong rồi nè các bạn. Mình đâm sẵn một ít củ hành tím và ớt. Mình không có xài tỏi nha mấy bạn nha. Củ hành tím và ớt thôi. Cái món tỏi nó không có thích hợp với cá kho và cá chưng. Giờ con cá mình làm xong rồi nè các bạn. 2,3 kg. Bây giờ mình làm xong thì nó còn khoảng 2 kg ha. Nửa ký tương. Mình sử dụng nửa ký tương hột. Một ít củ hành tím và ớt đâm nhuyễn. Trúc à, các bạn không dùng tỏi nha. Trúc vô vô. Dạ. Mình chút nửa cái tương hột vô trong đây, vô trong củ hành tím với ớt luôn nè. Miếng bột ngọt. Muối. Muối cho ít đi. Để vô à? Dạ. Một tí xíu muối ha. Một chút bột ngọt, chút hợp ni. Một tí xíu bột ngọt. Một tí xíu hạt nêm hano hoặc là hạt nêm oregano nha các bạn. Oregano thì nó sẽ ngon hơn. Rồi là đường ha. Rồi mình nêm đường vô. Các bạn trừ hao là trong cái tương của nó đã có cái vị mặn rồi nha. Mình nêm đường một tí nè. Mình chan tương lên cho nó tiếp xúc hết con cá. Xong cái mình mang bao tay vô. Mình quét những cái tương này nè cho nó dính đều hết trong ruột con cá. Bề mặt, bề trước, bề sau con cá nha các bạn. Rồi mình ướp, mình để đó khoảng 15 đến 30 phút rồi bắt đầu mình mới đem đi chưng nha các bạn. Cá mình ướp xong rồi nè các bạn. Mình để cho nó thấm khoảng 15 đến 20 phút. Hoặc là nửa tiếng xong rồi mình bắt đầu mới đem đi chưng nha. Bắt bếp lên, bắt lửa lên chưng. Cái này dạng như giống như là rim á. Cái tai tượng mình ướp nó thấm nè các bạn, đẹp không? Nó tan đường ra đó, nó tan gia vị ra đó. Bây giờ mình bắt, mình ướp hồi nãy giờ cũng 20 phút rồi đó. Bây giờ mình bắt lửa lên mình rim nha. Bữa nay mình có làm song song với clip món cháo gà. Các bạn nhớ xem luôn nha. Mình ướp cháo gà với ướp cá tai tượng chân tương luôn. Các bạn ơi, mình có một cái lưu ý là cái món cá tai tượng này nè, mình rêu nhẹ lửa thôi nha, không dặn lửa lớn nha. Đồng thời mình đậy nắp. Mình phải đậy nắp thì nó mới tăng cái độ nóng để làm cái món cá nó chín, nó mới ngọt nước, nó mới ngọt cá. Cái này, cái cá này hồi nãy giờ mình rêu được khoảng 15 phút rồi đó. Bây giờ mình trở cá qua. Gia vị nó tan hết rồi mình trở cá ra. Các bạn mà nêm lại á, là bây giờ là các bạn nêm vừa rồi, nêm lại để mình coi có thiếu cái gì hay không thì mình sẽ bổ sung thêm theo cái khẩu vị của mình nha. Ý
Rồi mình bỏ một tí xíu đậu bưởi vô nha các bạn nha. Nó bỏ vô luôn á. Nè, mình chuẩn bị một ít củ cải trắng nha. Củ cải trắng mình thái miếng như thế này nè. Đó, các bạn bỏ lên. Lúc này mình cho lửa mạnh một cái rồi mình mới chở con cá. Mình kéo một cắt. Nó bỏ kia vô luôn chưa má? Chưa. Dạ, mình bỏ một tí xíu nấm mèo vô nha các bạn. Nấm mèo mình thái to như thế này nè. Cho mình ăn nó giòn. Thêm tí nước à? Thêm miếng nước cho má, chế miếng nước nóng qua. Mình thêm một miếng nước nữa cho cá nó mau chín để lại ăn nó ngon hơn. Tại vì con cá nó to, nó cần phải có một tí xíu nước nữa nó mới chín nhanh. Nó bỏ nước mèo vô luôn đi hả? Đủ nước mèo chắc đủ rồi má. Có nhiều để nghi để vừa rồi chứ đủ nhiêu. Rồi mình bỏ một tí xíu nấm mèo, một tí xíu củ cải trắng, một tí xíu nấm rơm vô nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình đậy hầm lại cho cá nó chín. Rồi bây giờ cái món cá tai tượng nè, mình thải nó chuẩn bị chín rồi nha các bạn. Mình bỏ một cái gói chưa là gói gì cũng quên rồi má, bún tàu vô nha các bạn. Bún tàu mình không phải ngâm nước gì hết nha, mình chỉ cần rửa sạch mình thải vô thôi. Với một ít củ cải trắng nha các bạn, củ hành trắng. Mình thái muối cao và muối cao nhỏ thôi. Ở đây còn ít củ hành thôi má. Rang rang lên trộn này, ướp bánh mì mới rắc lên được. Đó, các bạn bỏ vô trong cái chậu nước thôi cho nó nóng lên, nó nở cái bún tàu ra. Chỉ cần một gói bún tàu thôi nha các bạn. Mình bỏ hết bún tàu với củ hành trắng vô. Rồi. Mình đậy nắp lại là coi như là cái món này là mình nấu thêm, mình rêu thêm cho khoảng 15 phút nữa cho cá nó chín đều hết là ăn được đó các bạn. Cái khẩu vị bây giờ nó rất là ngon rồi. Bây giờ là cá tai tượng chín rồi nè nha cả nhà ơi. Mình sẽ mở nắp ra nha, hồi nãy giờ mình chưa có thèm mở luôn đó. Hấp dẫn hơn các bạn. Mình sẽ trộn lên. Hồi nãy giờ mình đậy lại mình hầm cho nó chín. Bây giờ mình sẽ trộn lên cho nó thấm tất cả các này lại là ăn rất là ngon. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi kênh của Tuyết nha. Các bạn nhớ ủng hộ Tuyết bằng cách nhấn cái nút subscribe ở bên tay phải của các bạn đó. Nút subscribe hay là cái nút đăng ký đó. Để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nha. Mình đang để cho mình có cái động lực làm thêm những cái video khác cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. I love you bạc bạc. Nè. Ê, cái này mình đã lấy đi một hứa để mình vô hộp để mình ăn rồi nè các bạn. Bây giờ nó còn như đây nè. Cái nước của nó rất là vừa ăn. Rất là ngon.